Xin chào các khách hàng đang theo dõi livestream của DK Eyebrow Beauty. Và hôm nay thì DK rất là vui khi lại để cho mọi người xem một ca xóa sửa lông mày lần đầu tại DK Eyebrow Beauty nhé. Và trước khi mà chúng ta đi vào quy trình xóa laser tại DK được thực hiện bởi chuyên gia thì chúng ta sẽ cùng làm quen với bạn khách hàng này một chút nhé. Em chào chị ạ. Chị ơi, chị có thể cho em biết tên của chị và chị đến từ đâu có được không ạ? Em tên Thảo. Chị Thảo đến từ đâu ạ chị? Em ở Hoàng Cầu. Vâng. Chị Thảo cho em hỏi thăm là không biết là lý do gì mà chị lại biết đến DK ạ? Bên mình lâu rồi, với cả qua bạn bè giới thiệu. Dạ vâng ạ. Thế không biết là trước khi mà đến DK ấy, thì mình đã đi làm lông mày ở bao nhiêu nơi rồi hả chị? Em làm ở một spa nhưng mà làm được một năm rồi nhưng mà nó hỏng. Vâng ạ. Chị ơi, chị cho em hỏi thăm là thấy cảm nhận của chị khi mà bước đến DK là gì hả chị? Chị có cái đánh giá khách quan gì khi mà vừa đến bên em không? Thế thì hôm nay thì bên em sẽ mời chị là trải nghiệm lần đầu tiên cái dịch vụ xóa lông mày này nhé. Và trong lúc mà chuyên gia tại DK xử lý lông mày cho bạn ấy thì bạn nào đang quan tâm đến dịch vụ bên mình thì mọi người có thể comment ở phía bên dưới livestream để chuyên gia có thể trả lời giúp mọi người những cái thắc mắc trước khi mà sử dụng dịch vụ tại DK nhé. Và chị Giang ơi, trong quá trình xóa thì chị cũng có thể giúp em là nói qua về cái tình trạng của bạn ấy cũng như là cái cơ chế hoạt động của máy nhà mình để các bạn theo dõi livestream hiểu rõ hơn chị nhé. Như mọi người có thể nhìn thấy là tình trạng mực của bạn khách hàng chúng ta ngày hôm nay thì đang có dấu hiệu là bị trổ xanh. Mà cũng như mọi người quan sát nhé, là hiện là chuyên gia là đưa laser đến đâu ấy, là cái vùng mực của bạn đã nhạt ngay lập tức đến đó. Ngay sau khi bây giờ chị xóa xong thì chúng ta sẽ cùng so sánh một chút nhé. Đây ạ, chúng ta có thể quan sát hai bên. Một bên là vừa mới xử lý xong bằng công nghệ laser và một bên thì là chưa xóa. Nhưng mọi người có thể quan sát là cái bên tay phải của khách hàng ạ, khi mà vừa xóa xong thì vùng mực của bạn ấy đã nhạt đi phải đến 50-60% rồi. Nhưng mà đây mới chỉ là cái vùng mực ở trên bề mặt da thôi. Những cái hàm mực ở phía bên dưới sâu bề mặt da ấy, khi mà bị laser tác động vào, chúng sẽ lại tiếp tục vỡ ra và sẽ lại đẩy màu lên. Và với cái thời gian là khoảng từ 7 đến 10 ngày thì mời bạn khách hàng chúng ta sẽ lại quay trở lại để tiếp tục xóa lần thứ hai nhé. Nếu như bạn không nhớ lịch thì DK sẽ có nhân viên gọi điện nhắc lịch cho bạn. Em mời chị Giang tiếp tục xóa bên còn lại cho em nhé. Bạn ơi, bạn cho mình hỏi thăm là trong quá trình xóa thì bạn có cảm thấy đau rát hay là khó chịu nhiều không bạn? Cũng như bạn vừa chia sẻ đấy là nó sẽ chỉ thấy hơi châm chích một chút xíu thôi, như là kiến cắn. Và cũng như mọi người nhìn thấy ạ, chưa đầy 2 phút mà hai bên lông mày của chúng ta đã được xóa sạch rồi nhá. Và bây giờ thì chuyên gia sẽ bôi kem tái tạo cho bạn khách hàng của chúng mình. Kem tái tạo này nó có công dụng là giúp màu mực của chúng ta đẩy lên nhanh hơn, giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian xóa cũng như thời gian đi lại này. Và ngoài ra khi mà cái vùng da của chúng ta được nuôi dưỡng đầy đủ ý, thì sau này khi mà làm mới thì nó sẽ ăn mực hơn đấy mọi người nhé. Và bây giờ thì em xin mời chị Giang là bỏ kính bảo vệ mắt ra này, cũng như cho bạn ấy xem cái tình trạng lông mày của mình sau khi xóa lần đầu tiên tại DK nhé. Không biết là chị có cảm thấy là nó nhạt đi nhiều không ạ? Sau khi mà cả trải nghiệm dịch vụ lần đầu tiên này, chị không biết là chị có cái đánh giá gì về chất lượng dịch vụ bên em không hả chị? Nếu mà bạn bè của mình cũng có nhu cầu sử dụng dịch vụ thì chị có vui lòng giới thiệu bạn bè của mình đến DK không hả chị? Nếu như bạn nào mà cũng có những cái cặp lông mày này hoặc là mí mắt cũng như những cái vùng xăm tattoo mà chưa được ưng ý thì mọi người có thể đăng ký sử dụng dịch vụ xóa laser tại fanpage DK Eyebrow Beauty hoặc gọi vào hotline bên mình là 0911 310000 hoặc 0912 310000 để được tư vấn thêm và đặt lịch nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo của DK. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.